Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog cũng như là kênh của Tiến Vlog. Thì ngày hôm nay các anh em đang có mặt trước cổng tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật một số những cái diễn biến rất là nóng liên quan đến phiên phúc thẩm CEO Nguyễn Phương Hằng và ba người trợ lý cũng như là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Thì sau một khoảng thời gian chờ đợi, thì bà Nguyễn Phương Hằng chính thức đã có mặt tại tòa án cấp cao, và những hình ảnh mới nhất trên các phương tiện truyền thông khiến cho một lần nữa những người hâm mộ cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng luôn cả nhà. Một cái nhan sắc vô cùng tuyệt vời, với cái mặc áo màu trắng và gương mặt trang điểm thì dường như là mọi thứ đều vỡ òa, gương mặt rạng ngời luôn. Và thậm chí là một cái thông tin khá là sốc mới đây luôn cả nhà, đó chính là liên quan đến cái câu chuyện mà chị Đinh Lan, sau khi mà bắt đầu cái phiên tòa đó, thì mới đây Đinh Lan vừa mới gọi là trên báo chí mới viết đó, Đinh Lan đòi thay đổi một người trong hội đồng xét xử luôn. Khá là căng thẳng nha cô chú anh chị. Thì sau đây đó, thì xin được gửi đến quý vị cái thông tin chính thức đã được đăng trên báo Tuổi Trẻ nha. Bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đang chấp hành án tù và dù không kháng cáo nhưng vẫn được tòa phúc thẩm dự tập đến phiên xử để làm rõ một số tình tiết của vụ án. Theo ghi nhận, khoảng 9 giờ sáng bà Hằng được cảnh sát dẫn giải đến tòa. Bà mặc áo trắng và cười rất tươi. Phiên tòa bắt đầu từ lúc 9 giờ 10, hội đồng xét xử thông báo trong vụ án có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo là bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hằng Ni. Sáng nay thì bà Lan có mặt tại tòa, còn bà Ni thì có đơn xin xét xử vắng mặt. Do bà Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo nên nếu xét thấy cần thiết, tòa sẽ xét hỏi bà Hằng. Từ đó, chủ tòa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà xuống hàng ghế phía sau ngồi. Tại phần thủ tục thì bà Đinh Thị Lan đã đề nghị đổi một thành viên trong hội đồng xét xử vì cho rằng thẩm phán này gây khó dễ cho bà. Khá là căng nghe cả nhà. Chị Lan giờ đòi thay đổi một người trong hội đồng xét xử luôn, ghê không cô chú anh chị? Sau khi hội ý thì hội đồng xét xử cho rằng nội dung yêu cầu thay đổi thành viên hội đồng xét xử với lý do như bà Lan đưa ra là không thuộc trường hợp quy định tại điều 49 điều 53 luật tố tụng hình sự, nên không chấp nhận yêu cầu của bà Lan. Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc đó. Thì một số những cái hình ảnh đó rạng ngời và thậm chí là cái hình ảnh vô cùng thân thiết nè, chúng thấy là bà Nguyễn Phương Hằng ngồi ôm những người trợ lý của mình vô cùng thân thiết tại phiên tòa, thấy cái nét mặt rạng ngời. Thì không biết rằng là bạn Tiến là có chia sẻ gì hay không về hình ảnh của cô? Thì em thấy cái điều rất là lạ ha, giống như là những cái phiên trước á, những cái người trước á cũng đi vô tòa thì với cái khuôn mặt thật sự ra rất là mệt và giống như khờ này kia, nó không có đẹp. Còn lúc nào cô Hằng xuất hiện cũng với một cái tâm thái giống như là cười vui vẻ, coi như là không có chuyện gì hết trơn á, dù mình đang là thủ án ha cô chú anh chị ha. Và quý vị thấy ngày hôm nay á thì lúc khoảng chừng 7 giờ mấy thôi thì em thấy ba trợ lý của cô Hằng cũng có mặt với cái khuôn mặt của họ cũng cười, chứng tỏ rằng là họ có những cái tin tốt và những cái bằng chứng có thể mà giúp cho cái phiên mà phúc thẩm ngày hôm nay đạt được hiệu quả, cũng giống như là mong ước của họ là sẽ nhận được án treo. Thì anh nghe nghĩ gì không? Thì cái điều đầu tiên đó cô chú anh chị, mình cảm thấy mình khi mà nhìn hình ảnh này mình thấy rất là xúc động luôn cả nhà. Hiện tại là dưới cái nắng nóng là gần hơn 40 độ C đó cả nhà, các anh em vẫn ngồi ở ngoài đây để mà cập nhật gửi đến quý vị, nhưng mà trong cái cảm xúc đó nó lần lần rất là khó tả cả nhà. Khi mà mình thấy là cái hình ảnh của cô cười rất là tươi, quý vị có thể theo dõi trên một số các cơ quan báo chí này, họ đăng tải hình ảnh của cô là ngồi ôm mà chị Hà Lê đó, đúng rồi, rồi ngồi ôm thấm thiết, rồi cho đến là cái nét mặt của cô ngày hôm nay là cô mặc nguyên một bộ đồ áo trắng. Mà mình bản thân của em khi mà chia sẻ nội dung này cả nhà, em cảm thấy là vô cùng xúc động, và thậm chí là cho dù đi mình chưa biết cái kết quả phiên tòa nó như thế nào đi, nhưng mà cái sự xuất hiện của cô ngày hôm nay đó, và cho mọi người thấy được cái hình ảnh, cái nét mặt cười tươi của cô và những cái hình ảnh cử chỉ của cô đối với nhân viên như vậy đó, mình cảm thấy nói chung là đã quá vô cùng tuyệt vời rồi. Không cần biết là cái phiên tòa nó sẽ gọi là kiểu như là có cái kết quả, và thậm chí là cái kết thúc nó sẽ đi về đâu hết trơn á. Đúng rồi. Đúng không Tiến? Giống như là tạo cho mình được cái cảm giác là tin tưởng mọi thứ rồi nó sẽ ổn thôi, đúng không? Giống như là bây giờ là cô là dù là đang bị vụ án, nhưng mà khi gặp những nhân viên của mình cũng tỏ ra sự yêu thương, chứ không phải là cô bây giờ vậy mà mọi thứ cô đổ hết, giống như là không quan tâm tới cái vụ việc này nữa. Đúng có, không anh? Có một cái chi tiết trên báo chí vừa mới viết đó chính là cái câu chuyện của chị Lan. Mình thấy cái vô cái vấn đề đầu tiên thôi là Đinh Lan đội yêu cầu thay đổi luôn cái một người trong hội đồng xét xử rồi, nhưng mà ngay lập tức bị bác bỏ luôn, ngay lập tức có nghĩa là nó không thuộc trong những cái trường hợp đó.
và ngay lập tức là bị bác bỏ ngay lập tức cả nhà. Thì mình thấy cái thông tin này là cái tín hiệu đầu tiên, tín hiệu đầu tiên trong những cái khoảng thời gian tiếp theo từ đây tới chiều đó cô chú anh chị, thì chúng ta sẽ còn chờ mong và nghe rất là nhiều những cái tin mà nó có lẽ rằng sẽ rất là tốt, thậm chí là những cái tin mà sẽ khiến cho mà những cái phe đối lập đó cô chú anh chị, như là Bảy Gà hay là đang ở nhà đấy, những cái đồng đội của chị Lan sẽ cảm thấy gọi là ngỡ ngàng. Với cái nét mặt của cô thì với cùng với ba người trợ lý, mình thấy rằng là cái phiên tòa này nó đang hướng tới một cái gọi là cái kịch bản mà nó đúng như chúng ta đang mong đợi, tạo niềm tin đó. Dù ở ngoài mọi người đang rất là lo lắng, là biết là bên trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng mà khi mà nhìn được những hình ảnh mà của cô rạng ngời như vậy á, cảm giác là cho mọi người thấy là những cái gì mà mọi người bỏ ra công sức để mà đi ra đây để mà theo dõi cái phiên này á, thì nó hết mệt mỏi luôn, và cảm thấy là sẽ có nhiều niềm tin là mình sẽ có những cái tin tốt trong chiều nay hoặc là ngày mai ha. Thì quý vị có thể thấy là hai anh em đang ngồi dưới gốc cây này mà trời đang rất là nóng đó cả nhà. Thì tại vì cái khu vực khác nó đang rất là ồn, cho nên hai anh em chọn cái gốc cây này nó mát và nó cũng đỡ ồn hơn để chia sẻ gửi cô chú chị. Nhưng mà thật chất là cũng đang rất là nóng, nhưng mà mình nhìn được những cái hình ảnh của cô khi mà cô xuất hiện, rồi cô cười, rồi cho đến là những cái thông tin mà liên quan đến câu chuyện của chị Lan đó, mình thấy nói chung là có lẽ rằng là mọi thứ nó đang bùng nổ và vỡ òa. Và rất là nhiều quý vị khán giả còn đang hy vọng những cái điều gọi là nhiều hơn, ví dụ như là những cái tin tốt hơn đối với cô, mặc dù là cô không kháng cáo nữa cả nhà. Nhưng mình nghĩ rằng thì khi cái phiên tòa nó chưa kết thúc đó, thì chúng ta chưa nói được gì gì cả, nhưng mà đến đây, đến giờ phút này thì mình thấy mọi thứ nó là quá tuyệt vời rồi. Điên tiếng là nghĩ như thế nào? Anh thấy không, sao mà cái cô Lan này á, quý vị thấy không, không phải đây lần đầu tiên mà cổ thay đổi đề nghị, đổi cái này, cứ vô gặp phiên tòa là đòi đổi cái này rồi đổi cái kia. Nếu mình là con người thật việc thật thì mình cứ việc theo cái sự phán xét của tòa án, đâu cần gì mà phải đổi tới đổi lui. Thì không hiểu luôn, nhưng mà em thấy cái sự việc này, nhìn nhận quý vị không, câu chuyện này nó đã trải qua 2 năm rồi, chẳng có một tin tức nào hết, nhưng mà tới ngày hôm nay á, quý vị thấy khi mà cô ra tòa cái là rất là nhiều cô chú anh chị, thậm chí là có người từ ngoài Bắc họ lặn lội đường xa, có những cái cô chú chị 70-80 tuổi rồi, đi những chiếc xe cà tàng cũng lên đây để mà ngồi để mà theo dõi, cũng giống như là hóng cái chuyện này, chứng tỏ là mọi người vẫn quan tâm và yêu mến cô, và mong muốn rằng á là cô sẽ sớm được trở về với gia đình, cũng giống như những điều tốt lành đối với những cái người trợ lý của cô đó. Thì mình thấy là từ sáng đến bây giờ các anh em mình đi cũng từ rất là sớm đó. Rất tiếc là đi không kịp đối với chị Lan, không biết là viên tòa này là diễn ra là ngày hôm nay hay là không, nhưng mà nếu mà có ngày mai thì có lẽ rằng mình sẽ gọi là đến nhà chị Lan chờ sẵn quá, chờ chị Lan đi rồi lúc đó mình dí theo sau đích chứ chị Lan đi rất là sớm luôn, rồi chuẩn bị gọi là rất là kỹ càng, không biết là đêm qua Lan có ngủ không nữa cả nhà. Đi rất là sớm luôn, sáng sớm là Lan có mặt trong tòa sẵn rồi, mình đi không kịp với chị Lan luôn cô chú anh chị. Còn đi Lan thì với cái điều đầu tiên là đòi thay đổi luôn hội đồng xét xử, thì mình thấy là khá là buồn cười rồi. Còn cái câu chuyện mà chị ấy đòi 3-4 tỷ gì đó, 3 tỷ, gần 3 tỷ đó cả nhà, thì chưa biết rằng là nó sẽ đi về đâu. Và cho dù nếu đi, thì bản thân mình nghĩ rằng cho dù nếu mà chỉ có chứng minh được, thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng chỉ mất thêm vài tỷ đồng cho những cái kẻ này thôi cả nhà, không có là bao nhiêu cả. Thật ra cái số tiền nó cũng chẳng có lớn gì cả, vài chục tỷ đồng hay vài trăm tỷ đồng nó cũng chẳng bao nhiêu, nhưng mà cái nào đấy nó xứng đáng, chứ đâu phải là những cái kẻ mà cái gì tự nhảy vô câu chuyện người khác rồi xong rồi nó chửi người ta cho đã, rồi cuối cùng được nhận tiền đó, rồi la làng bồi thường tiền cho nó, rồi la làng thử đâu là mình là người bị hại nữa mà trong khi đó mình là thi hại người ta, đúng không đó. Thì cái buổi phúc thẩm ngày hôm nay á là phúc thẩm cho ba trợ lý cũng giống như thầy Quân, còn cái việc cô Hằng thì cổ chấp nhận y án rồi. Bây giờ thời gian thụ án của cô Hằng là cũng là gần 2 năm rồi, thì chắc cũng còn khoảng chừng khoảng 1 năm nữa thì cô sẽ về, và nhiều người hy vọng là 30 tháng 4 sắp tới thì sẽ có đợt ăn xá và cô sẽ nằm trong đó, thì sẽ sớm được về với gia đình đó. Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta ủng hộ tinh thần, giống như là thấy được cái sự gạn nghề của cô, giống như là cái ôm ấp chân tình đối với những người trợ lý của mình, thì thấy rất là vui đúng không? Chỉ duy nhất có một người phụ nữ, đó là bà Nguyễn Phương Hằng, cho đến giờ phút này vẫn nhận được cái sự yêu thương. Và rõ ràng với những cái hành động, với những cái việc làm của bà ấy, thì rõ ràng là bà ấy xứng đáng được nhận điều đó cả nhà. Thì cho đến giờ phút này thì cái phiên tòa vẫn đang bên trong đang diễn ra, thì các anh em vẫn ở ngoài này để mà túc trực cập nhật tin tức liên tục để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Nếu yêu thích video, mong rằng cô chú anh chị hãy cho anh em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn.
em cũng như là bạn Tiến sẽ túc trực tại nơi này, cập nhật gửi đến quý vị một số những cái nội dung và tin tức mới nhất. Thì Tiến còn gì chia sẻ không? Cũng mong là cô chú anh chị chúng ta hãy luôn theo sát vụ việc này, luôn theo dõi kênh của các anh em để chúng ta cập nhật những thông tin tổng quan nhất từ mọi khía cạnh liên quan tới vụ việc này ha, và chúng ta cùng hy vọng với nhau những điều tốt lành sẽ đến trong cái buổi chiều ngày hôm nay và ngày mai cô chú chị ha. Và rồi thì khi có thông tin mới nào phiên tòa ngày hôm nay có kết thúc luôn hay không hay là sẽ diễn ra tới ngày mai thì Thanh Nguyên cũng như là Tiến sẽ gửi đến cô chú anh chị cái thông tin trên kênh YouTube cũng như là trên fanpage của mình. Rồi quý vị khán giả nhấn đăng ký kênh cũng như là chia sẻ ủng hộ các anh em nha cả nhà. Rồi xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.